Xin kính chào toàn thể các bác và anh em đam mê âm thanh. Có rất nhiều các bác và anh em đam mê chơi audio thì đang chơi một bộ âm ly, hai bộ âm ly, có bác chơi đến 3 đến 4 bộ âm ly cơ. Và khi các bác và anh em chơi âm ly này và chuyển sang âm ly kia, các bác phải rút những cái sợi dây AV của các bác ra và cắm đi cắm lại rất là nhiều lần và đôi khi rất là bất tiện. Và để giảm thiểu cái sự bất tiện đó cho các bác và anh em thì bên em đã cung cấp đến các bác và anh em cái dòng bộ chia AV 1 ra 4 như này cho các bác và anh em. Và rất nhiều các bác và anh em đang chơi những cái bộ AV này. Và cái bộ AV này thì nó có giá rất là mềm, chỉ 220 bao ship cho các bác và anh em. Nhưng một số bác thì vẫn thích là anh muốn thích chơi dây cơ, anh không thích chuyển qua những cái bộ chia như này. Thì giới thiệu đến các bác và anh em một cách chơi mới, các bác và anh em vẫn dùng dây AV và có thể chơi được hai bộ dàn âm ly cùng một lúc. Vâng, đây là những cái mẫu dây AV mà em muốn giới thiệu đến các bác và anh em hôm nay. Những cái mẫu dây này nó giúp cho anh em và các bác cùng một lúc có thể chơi được hai cái bộ, hai cái dàn âm ly cùng một lúc. Đấy. Những cái dây này đều là dây bãi Nhật nha các bác và anh em. Dòng dây này là dòng dây từ 1 AV ra 2 AV như thế này. Đấy. Các cái đầu rắc của nó đều là rắc Hitachi. Đấy. Đầu rắc là rắc đồng mạ vàng. Chất lượng cực kỳ tuyệt vời các bác và anh em. Đấy. Một bộ dây như này thì đang có kích thước tiêu chuẩn là 1 mét. Các bác và anh em muốn dài hơn thì bên em cũng sẽ có để phục vụ cho các bác và anh em. Và cái cách chơi này thì cực kỳ đơn giản thôi các bác và anh em. Ngay sau đây em sẽ hướng dẫn đến các bác và anh em cách chơi này. Chẳng hạn các bác và anh em đang lấy cái nguồn phát từ một con DAC đây xuống âm ly của các bác và anh em đây. Đấy. Khi đó mà các bác và anh em muốn chơi cái âm ly số 2 đây thì các bác và anh em lại phải cắm lên như này, lại phải rút ra, cắm vào, cắm lại như này, rất là bất tiện. Nhưng mà với cái cách chơi của dây AV mà em hướng dẫn các bác bây giờ thì các bác hoàn toàn không phải cắm như vậy nữa, chỉ cần cắm một lần thôi. Cách chơi rất đơn giản các bác và anh em. Đây, một cặp của nó sẽ bao gồm hai dây AV, một đầu AV ra hai đầu AV như thế này. Đấy. Đầu tiên thì các bác và anh em cũng vẫn cắm như bình thường, nó là cắm cái một đầu AV này này vào này. Đấy. Đấy, cắm như bình thường thôi. Đấy, còn cái đầu ra 2 AV như thế này thì các bác và anh em tách ra làm đôi. Một cặp như này các bác cắm ở âm ly số 1 và một cặp như này các bác và anh em cắm ở âm ly số 2. Vâng, chỉ đơn giản như thế thôi là các bác và anh em cùng một lúc có thể sử dụng cả hai cái âm ly này. Còn nếu các bác và anh em muốn sử dụng một âm ly trên hoặc một âm ly dưới thì các bác và anh em chỉ cần tắt cái âm ly trên đi thôi thì âm ly dưới nó vẫn hoạt động bình thường. Còn nếu muốn sử dụng âm ly trên thì các bác tắt âm ly dưới và bật âm ly trên là chúng ta lại sử dụng cái âm ly đó hoàn toàn rất là bình thường. Đấy. Và hiện tại thì với một cái cặp dây AV 1 AV ra 2 AV như thế này, nó sẽ gồm hai sợi như các bác và anh em. Đây, nó gồm hai sợi như này. Đấy. Đấy. Đầu này thì nó sẽ là 4 cái đầu dây AV như này. Đấy. Một sợi, một cặp của nó sẽ như này. Đấy. 2 này, ra 2, 4 như này. Đấy. Sẽ có giá là 380.000. Giá cũng rất là tốt cho các bác và anh em. Chỉ có 380.000. Một cái cặp sợi đôi như thế này cho các bác và anh em. Đấy. Vâng, nếu các bác và anh em thích sử dụng cái dòng dây AV này để giảm thiểu cái sự bất tiện khỏi phải cắm đi cắm lại, rút đi rút lại nhiều lần ở cái dàn âm ly của các bác và anh em thì có thể liên hệ đặt hàng với bên em qua cái số điện thoại em để trên màn hình. Cảm ơn các bác và anh em. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong những video sau.